để chuyển từ 10 năm xuống còn 5 năm. Đó, và khi nào thì được chuyển từ 10 năm xuống còn 5 năm? Thì Naomi cảm thấy gần 90% mọi người không hề biết điều này. Chính vì vậy, Naomi muốn tặng mọi người cái bí quyết này. Và nếu mọi người ai xem cái video này trong những hoàn cảnh này, hoặc ai xem video có thể những người khác cần biết, thì hãy gửi video này cho mọi người luôn. Xin chào mọi người đã đến với kênh của Naomi UK Official. Welcome sự trở lại của mọi người. Và hôm nay Naomi xin giới thiệu với mọi người một topic rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Mọi người có biết topic gì không? Vâng, hôm nay Naomi muốn chia sẻ với mọi người, đó là sự làm sao để chuyển visa từ 10 năm định cư xuống còn 5 năm định cư. Quá trình 5 năm đúng không ạ? Một quá trình dài 10 năm đến xuống còn 5 năm. Thì visa 10 năm khi nào, khi là các bạn được, nhưng vậy thì các bạn biết là khi là những cái chủ đề của topic của Naomi, đó là long term residency, đó là những cái visa mà mọi người ở UK hoàn toàn trong vòng 10 năm mọi người thì mọi người có thể định cư. Nhưng những cái loại visa như là visa mẹ em theo con này, visa spouse visa, thì khi đó mọi người có thể không đầy đủ những cái điều kiện về tài chính nếu ở trong UK, thì hoặc là những một trong những cái điều kiện giấy tờ thì mọi người thiếu, hoặc là các bạn ở UK không, bạn đang ở UK không hợp pháp, thì khi có visa thì các bạn thường nhìn trên cái tờ giấy nó sẽ ghi là 10 year parent road nếu mà mẹ ăn theo con, hoặc là 10 year partner road, có nghĩa là cái 10 năm nhập tịch đúng không ạ? Nhưng làm sao để chuyển từ 10 năm xuống còn 5 năm? Đó, và khi nào thì được chuyển từ 10 năm xuống còn 5 năm? Thì Naomi cảm thấy gần 90% mọi người không hề biết điều này. Chính vì vậy, Naomi muốn tặng mọi người cái bí quyết này. Và nếu mọi người ai xem cái video này trong những hoàn cảnh này, hoặc ai xem video có thể những người khác cần biết, thì hãy gửi video này cho mọi người luôn. Tại vì nó rất là có ích cho bạn bè hoặc những người cần cái video này đó. Thì khi mà các bạn đã được cái visa 10 năm rồi, các bạn chuyển khi nào các bạn có thể chuyển? Các bạn có thể chuyển ngay lập tức, nhưng với điều kiện, hai điều kiện thôi. Đó là thứ nhất là bạn phải có báo thuế full time. Full time ở đây là 18.600 một năm. Đó. Thứ hai là bạn phải có trình độ tiếng Anh A1. Tất nhiên rồi, bằng A1 thi như thế nào, bằng A1 là như thế nào thì các bạn có thể xem ở video bằng A1, A2, B1 của Naomi với cái video này. Thứ hai là thu nhập 18.600 trong vòng 6 tháng liên tiếp. Nếu mà bạn có partner thì có thể combine của cả partner của bạn, hoặc là nếu mà bạn là parent male or child là của bạn, thì bạn cần 6 tháng. Ví dụ thời gian tính từ thời điểm, chỉ cần hai điều kiện đó thôi là các bạn hoàn toàn có thể apply từ 10 năm xuống còn 5 năm rồi. Và thời điểm, ví dụ tính từ thời điểm, ví dụ là ngày hôm nay các bạn có nhận được cái visa 10 năm, tất nhiên là với rất là nhiều lý do như Naomi vừa nói trên, thì các bạn được 10 năm và các bạn có thể bắt đầu đi làm, xin việc và báo thuế, thì 6 tháng sau là các bạn đủ báo thuế đúng không? Là các bạn có thể apply luôn. Và có thể bạn ở trong UK thì bạn apply trong ngày, và tính từ thời điểm apply trong ngày đó, bạn có cái thư, có thẻ, và sau 7 đến 10 ngày bạn có thẻ VIP, là bạn có thể nó tính 5 năm từ thời điểm đó, là lúc đó nó chuyển xuống còn 5 year parent role, và tính từ 5 năm từ thời điểm đó. Đó, thì 5 năm sau là các bạn có thể apply visa vĩnh viễn rồi. Đó, và đợi 1 năm tùy thuộc, có nhiều cây là như kiểu nếu mà chồng vợ bạn là người Anh thì bạn có thể báo luôn quốc tịch. Còn nếu mà bạn là parent male cho những cái điều kiện khác thì các bạn có thể chờ 1 năm để vào quốc tịch. Đó. Nhưng mà nhiều điều kiện là nếu mà các bạn đợi đi, nếu các anh chị có visa 10 năm nhập tịch, nhưng đây là 2 năm rưỡi lần nhất. Các anh chị đợi đúng không ạ? Thì các anh chị vẫn phải thì sao? Thì các anh chị thì phải đợi, thì tính từ 5 năm cộng với 5 năm nữa là 7 năm rưỡi, đúng không? Còn nếu mà anh chị, nhiều anh chị hỏi Naomi là bây giờ anh chị được 2 lần 2 năm rưỡi rồi, và bây giờ thì có chuyển từ 10 năm xuống còn 5 năm không? Thì tất nhiên là không, tại vì ngay cả các anh chị chuyển thì các anh chị vẫn phải chờ 5 năm nữa. Đó, anh chị vẫn chờ 5 năm nữa. Và rất là nhiều cái điều kiện đó chính là những cái vấn đề mà nhiều anh chị bảo là ê ôi mẹ ơi, chị anh nghĩ là gia hạn lần 2 là phải thi được bằng A2, nhưng không thi được. Nếu anh chị không thi được thì sẽ đặt, mặc dù là các anh chị lần nhất đang là 5 năm, có thể chuyển thẳng đi ra 10 năm. Đó, đó là tất cả những cái vấn đề mà chúng ta cần plan trước.
Đó. Thì hy vọng bí quyết chuyển từ 10 năm xuống còn 5 năm này của Naomi sẽ giúp các anh chị chuẩn bị sẵn sàng là tiết kiệm được cho mình 5 năm định cư, 5 năm cầm được hộ chiếu Anh trong tay. Cảm ơn mọi người đã xem video của Naomi và mọi người đã xem cái chuỗi video về định cư, luật định cư của Naomi ở UK rồi đúng không nào? Mọi người thấy là nó không hề khó. UK là một đất nước rất là tuyệt vời, nó không hề khó, nhưng chúng ta phải làm theo đúng luật, làm theo đúng điều kiện và chúng ta sẽ có visa. Naomi cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một cuộc sống tuyệt vời ở UK. Và cần sự giúp đỡ hay bất cứ cái vấn đề gì có thể inbox Naomi, và Naomi ở luôn luôn ở đây sẵn sàng giúp đỡ mọi người và mong muốn được kết nối với tất cả các anh chị em định cư ở UK cũng như các anh chị đến từ đất mọi nơi trên thế giới nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người. Bye bye.